Chị sao rảnh rỗi vậy? Ngồi đi. Chị nhị muối à? Tiền chị đó cho mẹ. Cái này tôi không lấy đâu, tôi trả lại cho anh hết đó. Tôi mong anh sau này đừng có phá tôi nữa, Trần Tiểu Xanh. Cô không thích những món đồ của tôi hả? Tôi sợ anh như sợ gạo lên giá vậy. Tôi cầu xin anh, tôi lại anh, sau này đừng có phá tôi nữa mà. Được không? Không, không, không phải đâu, chẳng qua tôi. Không cần chẳng qua nữa. Bây giờ tôi không muốn biết gì, không muốn nói gì cả. Ok, làm ơn giúp đỡ giùm đi. À, làm phiền. Cậu đến gây lộn hả? Hả? Trời ơi, mấy thứ này là gì mà nhiều quá vậy? À, chú đã gạt tiền của cổ. Chú bắt chước người ta bán hàng giá. Chết rồi đại sanh. Đại sanh ơi, đại sanh à, lần này lớn chuyện rồi. Em trai của ông tệ đến nỗi đi đeo đuổi cái đàn bà đã có chồng rồi. Ông nói phải tính sao đây hả, đại sanh? Đừng quấy nhiễu ba con. Chồng của chị Nga đã bỏ đi rồi mà. Bỏ đi rồi thì sao chứ, cho dù đã ly dị rồi á, cổ cũng mang tiếng, có một đời chồng rồi. Nè, tôi nói một ví dụ cho chú nghe. Cả Hồng Kông bao nhiêu căn nhà mới, căn nhà đẹp như vậy, chứ không chọn, lại đi chọn cái căn nhà cũ mà lại là căn nhà mấy chục năm rồi, và lại là bị người ta ở đến cũ hết. Má à, nếu là nhà cũ mà vẫn đẹp, vẫn có giá trị của nó mà. Con im miệng đi, cho đừng có nói nhiều. Nè, chị Như Muối à, chị đừng có trách em nói chị nghe. Hồi trước chị nói chị nghe, cái này là nhà tốt, đơn vị thị phẩm này được lắm. Bây giờ lại nói người ta nhà cũ mấy chục năm là bị người ta ở tàn tạ cũ hết. Chị nói câu nào là thiệt vậy? Tóm lại không phải là nhà quán là được rồi. Trước kia tôi khen cổ, bây giờ tôi ngưỡng mộ cổ, vợ quá nuôi con, trinh trung bất di, điều này giống tôi ha. Nhưng mà chú muốn lấy cổ thì nhất định không được đâu ha. Cổ còn dắt theo thằng nhóc nữa đó, là con trai của người ta mà ha. Chú đừng quên rằng thằng nhóc đó không phải họ Trần đâu, chú nuôi con giùm người ta thôi. Vậy thì coi như là vui cho cả hai, mua một tặng một. Sao chị cổ hủ quá vậy? Tôi cổ hủ? Tôi nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho chú thôi. Chẳng lẽ nhìn thấy chú dẫm chân xuống sình tôi cũng mặc chú luôn hả? Phải, tôi luôn hy vọng chú cưới vợ sớm, sanh con, khai chi tán nghiệp cho nhà họ Trần có con nói giỏi. Nhưng tôi đâu có biểu chú tùy tiện xề xòa cho ông đem một người như vậy đâu hả? Còn mua một tặng một nữa, bây giờ không có lợi sao? Nếu chú làm như vậy, chú làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông của nhà họ Trần này được? Làm sao ăn nói với chị hai chú đây, anh hai chú đây? Trời ơi, sao giống trong phim quá vậy? Phải hả? Nè, tôi nói chú lần chót nghe, chú mà nhất quyết lấy người đàn bà đã có chồng, tôi sẽ không chấp nhận đâu. Hú chi bây giờ người ta không cần chú nữa, vậy thì chú hãy bỏ ý định để tìm căn nhà mới đi. Cứu tôi với. Có chuyện gì mà lớn lao đâu, nhìn chú kia y như chỉ còn lại nửa tánh mạng vậy. Thích người ta thì cứ mặc kệ ý của hữu của má đi, dũng cảm tiến thẳng. Thẳng, lần này đúng là thẳng rồi. Cái gì người ta cũng không chịu. Chú bị cháu hại thê thảm ấy thì có. Chú thiệt khờ quá. Người ta thì tìm quân sư chỉ đường, còn chú thì nhờ một người chưa từng cặp bồ để dạy chú đeo đuổi con gái. Vậy chết hay không chứ? Vậy có chết hay không? Cháu thì không ổn thôi. Nè, thật ra chú cũng đừng nặng lòng mà. Thật là tức chết đi được à. Thang máy hư lúc nào không hư, khi xách nước lại bị hư như vậy thì tình. À, chào sếp. Là thiếp hả? Ủa, xách nước là mặt chưa à? Xách nhiều chút nghe. Trời, cô chú. Trời ơi, cô có bị trật chân không? Có sao không vậy? Không sao, không sao. Trời, được rồi. Ơi, thiệt tình cô cần gì phải chạy gấp vậy? Dù sao cũng có lính quan âm xách nước cho cô rồi mà. Cái gì? Thôi, không nói với cô nữa. Tôi phải đi xách nước đây. Khi khác uống trà hẳn nói ha. Thank you.
Loại SPG này mỗi phút bắn được 600 đến 650 viên đạn, nhưng mà trọng lượng của nó chỉ có 1.8 kg thôi. Vừa nhẹ tay vừa hữu dụng, ông nói có chết không? Chà, chỉ còn lợi hại hơn AK-47 thì phải rồi. Nếu ông có cần thiết gì, lập tức nhắn tôi, đừng khách sáo nghe. Nè, cảm ơn nhìn sếp Trần. Có gì đâu, vậy đi, bye bye. Tôi thật là không hiểu nha, tại sao cái tên đó lại để cái đầu ở trong tủ lạnh? Còn nữa, sao không bỏ chung với phần thân? Ok. Thì đơn giản thôi, tên đó biến thái mà. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy hắn rất bình tĩnh. Không ấy hỏi chị Nga đi. Thiệt tình, siêu quá. Đừng có giỡn nữa, chị Nga bị sợ tới nổi bệnh rồi kìa. Không, từ tại gần đây chị nói không sợ trời, không sợ đất mà. Anh thử nghĩ coi, người ta không có chuẩn bị tâm lý. Vừa mở tôi lạnh ra thì thấy cái đầu trong đó. Mắt trợn to, mắt mũi cũng chảy máu. Có nhắc anh chết không? Ok. Cô đừng có khách sáo. Tôi nghe họ nói là cô không được khỏe, phải không? Cô đỡ chút nào không? Đỡ nhiều rồi. Nè, anh bỏ quên cái dù nè. Phải rồi. Cô không nói tôi cũng quên mất. Nhưng mà cô đừng sợ, xe của tôi có dù, tôi sẽ không bị mắc mưa đâu. Anh làm sao vậy? Không có gì. Xe phía sau nó đụng trúng đuôi xe tôi thôi. Tôi sắp về đến nhà rồi. Vậy mai mốt trả lại cho anh nha. Sẵn đó. Mời anh ăn cơm luôn. Ăn cơm hả? Được. Được đó. Mình muốn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thưa ông, xin hỏi ông dùng gì? Lát nữa đi, tôi phải đợi người bạn đến. Cảm ơn anh. Alo. Cái gì? Dư Vĩnh Tài bị xe đụng à?